Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận các nội dung sau: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm khuyết điểm sau: không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ theo quy định của Bộ Chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ban Cán sự Đảng Bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Cụ thể, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quyết định số 83 của Bộ Nội vụ và quyết định số 81 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp. Đánh giá quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình để đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban Cán sự Đảng tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác. Vi phạm luật phòng chống tham nhũng và luật doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải, con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, điều động đề cử tham gia hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đồng chí Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm sau: thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, tham gia hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng giám đốc Sapeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội, thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp. Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc tuyên truyền Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh. Chỉ đạo đánh giá quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định, thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công Thương. Đồng chí Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương có các vi phạm, khuyết điểm sau. Đồng chí Đào Văn Hải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu đề xuất với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ. Căn cứ quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, cảnh cáo đối với đồng chí Đào Văn Hải.
Về giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, nguyên bí thư đảng ủy ngoài nước, qua xem xét giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ngoài nước đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, công tác cán bộ có nhiều sai sót, khuyết điểm, chưa thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận số 896 ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí Lê Dân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Bản thân đồng chí Lê Dân chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể, phương pháp, tác phong, công tác còn hạn chế, chưa nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, tiếp tục có những khuyết điểm vi phạm mới trong công tác cán bộ. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy ngoài nước và đồng chí Lê Dân đến mức phải có hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Dân và Ban Thường vụ Đảng ủy ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế và hải quan. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời. Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xem xét chỉ đạo. Xem xét giải quyết một số vụ việc theo thẩm quyền. Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham gia ý kiến với các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 3 trường hợp. Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền 2 trường hợp. Về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng. Qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đồng Nai, Trà Vinh, kiểm tra tài chính đảng đối với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Biên tập Báo Nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị và yêu cầu rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Ngay trong chiều nay, khi các cơ quan thông tấn báo chí công bố những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xung quanh các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nhiều cán bộ đảng viên và các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết luận này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho rằng đã thể hiện quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống tiêu cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự ngay trong cuối giờ chiều nay. Một trong những vi phạm, khuyết điểm đầu tiên của cá nhân nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nêu lên, đó là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai Vũ Quang Hải giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp do chính Bộ Công Thương quản lý. Cái chuyện con trai ông Vũ Huy Hoàng ấy thì đánh giá của Ủy ban Kiểm tra là đúng. Mà trong đó tôi lưu ý nhất là có tính chất vụ lợi. Trước một loạt cái sai phạm mà có thể nói là khá nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng rồi luân chuyển cái đội ngũ cán bộ quản lý của Bộ Công Thương, cái trách nhiệm trực tiếp là của Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng như là Ban Cán sự Đảng. Vì vậy tôi tán thành với những cái nội dung, những nhận định và hình thức kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra. Cái tính khách quan, cái tính công bằng ở đây nó cũng được thể hiện ở chỗ là đối với cán bộ cấp cao của Đảng, dù giữ cương vị chức vụ như thế nào, thế nhưng mà có vi phạm, có khuyết điểm thì cũng bị xem xét xử lý. Như vậy thì ở đây là không có chuyện là bao che hay là không có vùng cấm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật của Đảng. Vấn đề đặt ra của tôi nghĩ đây là làm sao chúng ta không xảy ra trường hợp thứ hai như thế, để làm sao những cái quy trình của chúng ta phải xem xét lại để làm sao không thể nào có trường hợp thứ hai trong tương lai. Vì cứ xảy ra xong chúng ta lại kỷ luật, rồi sau đó lại xảy ra thì cái niềm tin nhân dân lại càng ngày càng mất đi. Vụ việc ở Bộ Công Thương nay đã được kiểm tra làm rõ, tôi thấy cần phải xử lý một cách rất nghiêm túc. Nghiêm túc để trước hết được cho bản thân các đồng chí có sai phạm, bản thân Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương sửa chữa để tiến bộ. Và điều quan trọng hơn nữa là xử lý nghiêm túc để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Và cái sự việc như thế sẽ không lặp lại ở các cơ quan khác. Với việc đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và hình thức cảnh cáo đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cho thấy quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là xem xét các dấu hiệu sai phạm và không chịu bất kỳ một sức ép của tập thể và cá nhân nào. Điều này cũng cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, khẳng định không có vùng cấm trong kỷ luật Đảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!